Nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á sẽ được diễn ra vào đầu tháng 7 tới, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có những sự chuẩn bị vô cùng tích cực. Đội tuyển U19 Việt Nam hiện đã có 25 trên tổng số 27 cầu thủ tập trung. Trong ít ngày tới, dự kiến sẽ có thêm 2 cầu thủ Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường được bổ sung sau khi cùng U23 Việt Nam trở về từ cúp bóng đá U23 châu Á. Đương nhiên là với hai cầu thủ cháu Khuất Văn Khang và cháu Văn Trường thì thực tế là hai cầu thủ này là hai cầu thủ có rất là có chất lượng. Đấy là cũng là những cầu thủ rất là tiềm năng. Đương nhiên là khi mà có sự có mặt đóng của các cháu đóng góp cho đội thì cũng là một cái điều rất là tốt cho cái đội U19 của chúng tôi sắp sửa tham gia cái giải Đông Nam Á. Còn thời gian vừa qua tôi cũng chuẩn bị lại cho các cháu về cái nền tảng thể lực cũng như số cháu bắt đầu làm quen dần với cái triết lý và cũng như cái lối sơ đồ chiến thuật của chúng tôi chưa. Ví dụ như là đội chúng tôi sẽ chơi với cái sơ đồ 4-3-3. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam với lứa cầu thủ này là tiếp tục mài giũa, giúp họ phát triển, qua đó làm bước đệm cho vòng loại U20 World Cup diễn ra vào tháng 9 tới. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 2 đến 15 tháng 7 tới, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất mạnh với các đối thủ Philippines, Thái Lan hay chủ nhà Indonesia. Và để quý vị tiện theo dõi những thông tin về đội tuyển U19 Việt Nam, sau đây sẽ là thời gian diễn ra giải đấu cũng như những đối thủ của chúng ta tại giải vô địch U19 Đông Nam Á. Tại giải đấu sắp tới, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội bóng trẻ của Thái Lan, Myanmar, Philippines, Brunei và chủ nhà Indonesia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, bảng A của U19 Việt Nam khó hơn hẳn so với bảng đấu còn lại khi có tới 4 đội bóng có khả năng cạnh tranh vé vào vòng bán kết. Đây là lần thứ 18 giải U19 Đông Nam Á được tổ chức. Trong lịch sử, U19 Việt Nam đã một lần lên ngôi ở giải đấu này vào năm 2007. Thái Lan và Australia là hai quốc gia giàu thành tích nhất ở giải đấu này với cùng 5 lần đăng quang ngôi vô địch. Giải đấu U19 Đông Nam Á 2022 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là cữ diệt quan trọng để các cầu thủ trẻ hướng đến vòng loại U20 châu Á 2023 cũng sẽ diễn ra ở Indonesia vào tháng 9 tới. Thưa quý vị khán giả, tôi vẫn còn nhớ rằng cách đây 8 năm trước thì mình là một trong số hơn 40.000 khán giả có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết giải U19 Nuchi Food. Và khi mà nhớ lại về bầu không khí cuồng nhiệt ngày hôm đó thì thực sự là khó tin khi nhớ rằng đây chỉ là một giải đấu giao hữu ở cấp độ trẻ. Và quả thực là sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam với bóng đá trẻ nước nhà thì thực sự là không thể đùa được. Và sau nhiều năm thì bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục cho ra mắt những viên ngọc thô sáng giá để lôi kéo người hâm mộ đến sân. Và với đội tuyển U19 Việt Nam, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào hai cái tên Văn Khang và Văn Trường. Dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng cả Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang đã được huấn luyện viên Gong Woo Kyu nhiều lần trao cơ hội tại cúp bóng đá U23 châu Á. Trong những lần có mặt trên sân, Văn Trường và Văn Khang đều chơi rất năng nổ, cho thấy sự tích cực của tuổi trẻ và bản lĩnh đáng kinh ngạc. Em cảm thấy cũng khá là bất ngờ khi mà huấn luyện viên đã tin tưởng em cũng như là Trường, hai cầu thủ trẻ tuổi dẫn đội ra sân ở một đấu trường châu lục và lần đầu tiên em được tham dự thì em cảm thấy khá bất ngờ khi về điều đó. Văn Trường và Văn Khang thực sự là những động cơ ở khu vực giữa sân, nhờ nền tảng thể lực tốt, lối chơi nhiệt huyết và cũng rất quyết đoán với những tình huống sút xa. Sự có mặt của bộ đôi này sẽ có phần quan trọng giải quyết vấn đề nơi hàng tiền vệ U19 Việt Nam, nơi huấn luyện viên Đinh Thế Nam đang thiếu đi cả số lượng và chất lượng. Tôi cũng đang thống nhất là Trung và hai cháu, tức là cháu Trường và cháu Quốc Văn Khang. Có hai cháu đấy thì tôi nghĩ là cái cũng tăng cường thêm được cái chất lượng cho toàn đội. Với một cầu thủ cơ động và một thủ lĩnh tuyến giữa như Văn Trường và Văn Khang, U19 Việt Nam sẽ hoàn thiện quân số để không chỉ tập đối kháng mà còn có thể thi đấu giao hữu nhằm chạy đà cho giải đấu sắp tới. Kinh nghiệm thu tích được từ cúp bóng đá U23 châu Á được kỳ vọng sẽ giúp Văn Trường và Văn Khang trở thành trụ cột nơi hàng tiền vệ U19 Việt Nam, giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam thi đấu thành công tại giải U19 Đông Nam Á. Những viên ngọc thô muốn trở nên sáng hơn thì cần được mài giũa trong môi trường thi đấu cạnh tranh và bên cạnh đó là bàn tay của những người thầy lành nghề nữa. Và với những gì đã thể hiện thì huấn luyện viên Gong Woo Kyu đang khẳng định rằng ông rất mát tay trong việc huấn luyện những tài năng trẻ Việt Nam. Với việc ASEAN 19 bị hoãn nên cúp bóng đá châu Á 2022 vô tình trở thành giải đấu ra mắt cũng như giải đấu cuối cùng trong thời hạn hợp đồng hiện tại mà huấn luyện viên Gong Woo Kyu đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Dù vậy, theo xác nhận của VFF, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Trước mắt là việc chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2023. Trong thời gian tới, huấn luyện viên Gong Okyun sẽ hoàn tất khóa học pro dành cho các huấn luyện viên tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. VFF và huấn luyện viên Gong Okyun cũng sẽ có buổi họp tổng kết đánh giá kết quả tại Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, đồng thời thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ ở phía trước, đặc biệt là mục tiêu giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam và những lứa kế cận có những sự chuẩn bị tích cực cho các giải đấu trong tương lai.